Vâng, trận đấu giữa FC Real Tobama gặp FC Anam à? Chuẩn bị được bắt đầu. Bước ra sân là bàn trò ấy dài dài các cầu thủ. Trọng tài bắt chính trận đấu này vẫn là trọng tài người Indonesia, ông Bùi Ngọc Hải. Đào Ngọc Hải. Vâng, trợ lý bình luận viên vừa nói sai với tôi nên tôi xin lỗi các bạn. Chính xác là Đào Ngọc Hải. Bố anh người Indonesia, mẹ anh người Việt Nam nên anh vẫn có thể nói được tiếng Việt. Và rất may các cầu thủ vẫn có thể hiểu được. Trận đấu diễn ra ở vòng đấu thứ hai, sân vận động Misato thuộc vào khu vực Saitama, Nhật Bản. Thời tiết tại sân vận động bây giờ lúc này là 35,45 độ C. Rất mát mẻ. Trời quang mây tạnh và khá là mát mẻ. Hy vọng các cầu thủ khá là mát mẻ. FC Real Tobama sẽ phát huy tốt. Nín, không được nói lung tung trong buổi truyền hình trực tiếp này. Có một số thành phần bất lịch sự, mong quý vị và các bạn thông cảm. Đâu quay mặt thế nào? Trận đấu đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 HD và VTV6 thường. Vâng, trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Thì ai mà cười gì ạ? Bên phía An Nam đang kiểm soát bóng. Không được rồi. Xuân Tuấn. Văn Hiệp. Văn Hiệp, Văn Hiệp đây đây phải Văn Hiệp không? À, không phải. Hà Hùng. Hà Hùng. Vâng. Hà Hùng sở hữu một mái đầu trọc nên là lực cản gió của anh là không có, anh lướt rất nhanh. Thần tượng là Zidane đấy ạ. Thần tượng hồi nhỏ đến lớn. Em cập nhật thông tin cầu thủ. Hoàng. Cập nhật thông tin cầu thủ. Được rồi. Nhìn này, cầu thủ đứng ngoài đây này. Tuấn là fan cuồng của Chelsea, đặc biệt là Hazard, Eden Hazard. Hazard là ai thì tôi không biết. Tôi không ai xem bóng đá. Và chuyển bóng lên của thủ môn đội bạn. Pha qua người rất kỹ thuật. Tình huống nguy hiểm. Vân Duyên. Số 2 là ấy đấy. Vâng, thế thì tỏ ra rất gì là lan xả. Anh rất vững chắc. Đấy là lý do vì sao ông Lê Xuân Hiệp giao chức băng đội trưởng cho anh. Đội bàn phản công. Trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là rất cao với hai đội tỏ ra gần như là ngang tài ngang sức. Hà Hùng dẫn bóng. Hà Hùng, có lẽ Hà Hùng ơi. Có vẻ hơi yếu. Đâu phải trớn quá, nếu trai nhấn qua đầu bóng bơm. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng xin lỗi đâu. Ngọc Hoàng không được. Hà Hoàng. Bảo vệ đâu? Ai vừa nói leo ngoài nhỉ? Vâng, đội bạn phản công. Quang Dương đèo bám theo sau. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài đang lại nhắc nhở. Trận đấu này có lẽ là trận đấu đầu tiên được áp dụng công nghệ VAR tại giải lần này. Ngoài hàng ngành chưa áp dụng mà đấy, áp dụng rồi. Công nghệ và đọc cụ thể là Ziav. Vào chuyển bóng cho Xuân Tuấn không được rồi. Trường Giang vẫn không được. Bạn phản công. Lên đây. Đó có lỗi. Như bóng lại kia. Văn Ngọc. Ai pha cản bóng rất tốt.
Chuyển bóng cho Xuân Tuấn, không được rồi. Ngọc Hoàng, chuyển bóng đi Ngọc Hoàng ơi. Và tấn công dành cho Tomama. Bật lên, không được rồi. Vâng, một pha khá nỗ lực là của Trường Giang. Đáng khen cho Trường Giang. Xin mời các cổ động viên lùi lại đằng sau một tí ạ. Xin có động viên chỉnh ra cho ống quay màn hình được sắc nét hơn. Phản công nhanh cho đây bạn. Pha chuyền bóng xa. Chưa chỉnh bên phía kia. Thế Duyệt. Hay. Thế Duyệt đã phá bóng ra ngoài. Hoàn hồ Thế Duyệt. Vâng, Thế Duyệt đã gọi đồng đội về ứng cứu. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng lại đã vị trí chính giữa. Từ thôi, bên mình có ai đâu. Xuân Tuấn. Dẫn đây. Lên nào chúng ta ơi. Obama vô địch. Cập nhật giải thưởng đấu. Vâng, bản số trận đấu đó là 1-0 về FC Tomama. Ba thằng đầu tiên được tặng 5 ly bia. Ba thằng đầu tiên được tặng 5 ly bia. Cập nhật giải thưởng. Tác phẩm của bàn thắng là Trường Giang, một pha qua thủ môn rất di là xuất sắc. Có lẽ sáng nay anh ăn sáng là hơi được nhiều đấy. Bình luận viên hơi quá khích nhưng mọi người xàm nhá. Nín. Đấy. 6 phút đấy. Số 9. Bên hãy phút thứ 6 và trận đấu là 1-0 nhưng về phía FC Tomama. Bảo Hùng. Ôi, pha để mất bóng chạy là đi, hơi chạy đi, chạy đi. Minh Vương rất may là Văn Ngọc đã chạy về hỗ trợ cho Minh Vương. Anh dành một vé nữa. Không có này về. Trả rồi, giờ để đây không để trên bàn. Không, trận cuối cùng mới là sinh tử. Hai, có thắng hai trận nhưng trận cuối cùng mới là sinh tử. À, ném pin. Ném pin sai luật kia. Ném pin sai luật. Trong trận này là đá luôn à? Trong trận này là đá luôn là đúng rồi. Chào bác tổ chức. Đi đâu? Bóng đá mà. À một vé đấy. À chưa, vậy sao mình nghỉ? Chưa. Mà được nghỉ. Vậy chung kết là cuối cùng rồi. Ngọc Hoàng chuyền bóng lên. Xuân Tuấn lên bóng, lên nào. Lên đi, rồi. Lên đi Giang ơi. Ôi. Lúc này rảnh. Có lẽ Trường Giang đã bị đuối sức. Đẩy lên đen đi lại. Việt vị. Việt vị mà. Hôm người đã giải 8 thằng chơi nòi. Đấy bác đi nhỉ, đây bác đi nhỉ. Vâng, trọng tài Bin đã phất cờ Việt vị. Rêu ơi. Hôm vừa mày đá ở đây hay là đâu nè. Còn trước ấy. Văn Ngọc sẽ là người xuất phạt. Bắn bóng lên. Xuân Tuấn lấy bóng. Không được, mất rồi. Từ từ anh Tuấn. Tiền đạo không? Thế Duyệt. Tiền đạo lên em ơi. Chuyển bóng cho Hà Hùng. Hà Hùng. Vâng, Hà Hùng. Trơn trơn vì thời tiết mưa sáng nên là cần phải chất lượng. Xuân Tuấn ơi, Ngọc Hoàng ăn lên đây. Ôi dồi ôi, Trường Giang rất nỗ lực. Không,
Hào Hùng. Vẫn là Hào Hùng. Hùng Hùng có quài thổi lên. Bác xe nào? Phản công dành cho đội bạn. Về đây bên cạnh nhà hai người này. Theo được. Sạc luôn. Mình vừa áp sát. Anh chẳng cần. Thả đi ở giữa về kia. Theo bóng mà. Ngọc Hoàng đã lấy được bóng. Đưa bóng lên. Đưa đây. Chuyển cho Trương Giang. Đến lưa qua dịp này mới chuyển qua bên này đấy. Không được. Xuân Tuấn đón bóng. Không phạt gì đây. Rất hay. Vẫn là Xuân Tuấn. Chuyển bóng cho Ngọc Hoàng. Chuyền luôn. Vâng, trọng tài đã thôi. Đã có lỗi xảy ra. Có lẽ huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp đã khai thác được một số điểm yếu bên phía FC An An. Trường Giang sẽ là người sẽ bóng vào. Ngày lý hơi sụp bóng đá. Vài thật. Ini. Ủa. Anh ở Việt Nam con anh cho kín luôn. Đang liềm để mất bóng. Ừ, thủ môn đã được chạm bóng. Đá cảnh đi, giặc đá cảnh đi mà. Việt Nam mùa này là lắm ốm đau lắm em, không chơi được. Ngọc Hoàng. Không chơi đâu thì tiết khác. Hoàng Dương. Hai Quang Dương dâng lên. Chuyển bóng vào. Ôi, không được. Chuyển bóng đáng được đâu. Văn Dũng tỏ ra hơi chậm chạp một chút. Đề nghị anh béo trật tự. Đứng đợi bóng. Đứng 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 xỉnh. Không đứng dần bình. Phạt góc dành cho FC Real Tobama. Chuyển bóng vào. Không qua à? Rất tiếc là không qua ai áp sát vào khung thành thủ môn để tận dụng. Bắn đi không? Ngọc Hoàng bắn xa. Rồi. Ôi Xuân Tuấn. Wow. Ôi trời ơi. Xuân Tuấn hôm nay tỏ ra khá là vô duyên. Thật là buồn. Vâng. Thủ môn đã bị dập. Cáng đâu? Cáng đi dành cho đội mình. Cáng đi dành cho đội mình. Nhưng mà có lẽ là thủ môn đã bị đau rất nặng. Y tế bên mình thôi. Y tế của bên mình. Khá là tiếc nuối cho Xuân Tuấn. Không, sao quả đấy ông cướp xúc phạm quả đấy đi. Huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp đặt niềm tin rất lớn vào Xuân Tuấn. Mình đá có khả năng đá, mình cứ phải giữ bóng mà sút chứ. Rất tiếc là anh không đến tận dụng được cơ hội đấy. Trận đấu đang được tạm hoãn. Trận đấu đã bắt đầu xảy ra. Bên phía An Nam thay đổi thủ môn. Không ra bóng qua đây thủ môn. Phạt góc dành cho Real Tobama. Với số lượng hơn 50.000 khán giả thật là không thể quay hết được. Đưa bóng vào. Minh Vương đã cản vào bóng. Không được. Đăng Lim. Xin lỗi nha, ai
muốn ngồi. Xuân Tuấn. Trung Đức. Không được. Xin lỗi Văn Huy. Ngọc Hoàng. Pha cản bóng của Minh Vương. Đăng Liêm. Thế Duyệt. Thế Duyệt chơi ở đội hình hậu vệ trung tâm. Dường như là đội bạn muốn quay lại để bắt tay nhưng Ngọc Hoàng không cần bắt tay. Xuống bóng ra. Tí nữa thì thành siêu phẩm. Vâng, trọng tài đã nhắc nhở hai cầu thủ bởi pha đòi bắt tay mà không chịu bắt tay. Và tấn công dành cho đội bạn. Nhưng mà điều gì một điều thì khó chơi quá nhỉ. Đàn chú ơi, không nhìn chú nữa. Phút thứ 16. Chắc có lẽ là bù giờ. Tình huống nguy hiểm. Nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Đội bạn đã gỡ hòa. Rất tiếc cho Real Topama. Toàn để thùng lưới vào những phút cuối giờ. Vừa mới vào cái thì trọng tài thổi còi luôn. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hiệp 1 của trận đấu và sau đây là bình luận trực tiếp sau trận đấu. 5 phút dành cho quảng cáo. Xin quý vị đừng rời xa màn hình.